cũng không có tròn lắm. Dòm cái mông nó trời, mông này chắc nắng đẹp. Nó mỗi lần đi siêu thị là hàng xóm rồi bình vô me đó nha, còn làm mẹ chồng cắt tiền không mà. Thì thường thường trong nhà thì chợ búa này nọ là mẹ lo hết. Trời khỏe người ta, rồi làm dâu lo gì? Thì chỉ cho giữ cho con. Hai đứa con. Là giữ con với là do cho hai đứa đi học thôi. Thật xấu à, bao la bao la. Trời ơi, cái chỗ ngủ là thôi nó khủng khiếp vô cùng. Rồi con gái nữa, ăn ăn cơm xong không bao giờ rửa chén, thì quăng một đống ở trong cái bồn rửa chén. Ta đợi khi nào nhiều ta rửa luôn lần. Không á, ngủ đêm tới sáng mới rửa. Hỏi sao vậy? Tại sáng không có việc làm. Trời ơi, nghĩa là nó tận dụng thời cơ ghê lắm. Trời ơi, đường hết mà cũng không chịu đi mua nữa. Mẹ ơi, hết đường rồi mẹ ơi. Ừ, mua mẹ mua quen rồi, mua chi cho nó tốt. Cô tên Nguyễn Thị Ngà, cô hiện giờ là nội trợ nhưng mà cũng có công tác ở ngoài phường đó, là dạ, làm bên phụ nữ. Dạ, chào chú Quyền Linh và dạ, chị Lê Lộc. Dạ. À, em tên Dương Ngân Bình, hôm nay em 39 tuổi, nhà nội trợ, buôn bán nhỏ ở nhà. Chị làm dâu của mẹ chắc cũng khá lâu rồi đúng không? Dạ đúng. Bao nhiêu năm rồi chị? Dạ, 12 năm. Wow, mình có mấy bé rồi chị? Dạ hai bé, một bé thì học lớp 7, một bé học lớp 2. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu này, cô cảm giác thế nào? Ừ, lúc đó nó cũng không có tròn lắm. Dòm cái mông nó trời, mông này chắc nắng đẹp. Người thì coi như dáng dấp thì cũng ok. Dạ. Dễ thương, tại vì trong nhà thì coi như là được hai đứa con trai với đứa con gái. Dạ. Thành ra mình cũng rất là thích con gái. À, lúc mà dẫn về giới thiệu, trong nhà thì có mấy chị em, nhỏ em, nó cũng giống giống vậy đó. Nó cũng giống như mẹ vậy nè. Vô cái dòm tưởng gì đó là mẹ, mới chào mẹ. Chào lộn. Chào lộn, phải hai người giống. Dạ. Còn không biết chị thì sao nhờ, cái lần đầu tiên, cái lần chào lộn đó thì mình ấn tượng gì về mẹ chồng tương lai? Thì lúc mà em chào lộn xong rồi hồi em hỏi lại chồng em thì chồng em nói không phải đâu, cái đó lộn rồi, bên đây mới là mẹ nè. Ủa vậy hả, sao hắn nói em đâu biết. Thì nhìn thấy mẹ cũng hiền. Dạ. Mà thiệt ra mẹ cũng hiền thiệt. Hiền mà. Sao con dâu này về mau đẻ không? Năm đầu đẻ liền luôn. Ôi trời ơi, xanh liền. Đúng 9 tháng 10 ngày là ra cái thằng cu ấy. Vui liền ha. Dạ. Có cháu nội trai, cháu trai nữa. Cháu trai. Ôi thôi, nhưng mà nhà này nội ngoại gì còn trai không à. Hai đứa cháu nội trai rồi, hai đứa cháu ngoại trai luôn. Kiếm đứa con gái chữa ra. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Làm dâu sao cô? Ôi, làm dâu nhà này thì rất là khỏe, mẹ chồng làm hết. Ăn nhà uống là người Hoa. Dạ. Thành ra nấu ăn mà theo cái kiểu của người Hoa đó mình khó ăn lắm. Dạ. Thành ra coi như là về là mẹ làm hết, cá cũng không biết làm. Ê, mẹ mua cá giờ là tự mẹ làm đó nha. Coi như là nội trợ trong nhà là mẹ làm hết. Rồi khỏe luôn. Làm dâu gì chắc về mình khỏe lắm hả chị ha? Khỏe. Mình để chắc về chắc ăn uống đẻ không à? Thì không, mà tại vì dám đẻ nhiều. Ủa sao vậy? Trời ơi, hai đứa là nuôi là nó muốn ngất ngư rồi. Dạ. Mệt. À, gia đình á, mẹ chồng nàng dâu hợp nhau được gì không cô? Ôi rồi hợp đủ thứ hết. À, ví dụ hợp nhau gì? Tối ngày hai mẹ con hay online lên mạng để coi quần áo rồi này nọ. Là nó, nhiều khi nó mua về cái 4-5 bộ vậy. Mẹ thích cái bộ nào? Mẹ lựa đi. Rồi mẹ lựa đi. Rồi cứ lấy, muốn mặc mấy bộ thì mẹ lấy. Dạ. Mẹ cũng mua online. Dạ. Đem về, nè, con coi cái này mặc được không? Lấy. Gu hai mẹ con có hợp nhau không? Gu thời trang. Đồ cũng mặc vừa. Tặng này cũng vừa nhau nè. Có thể mẹ mặc của con mặc của mẹ cũng được. Không có, nó mặc của mình thì hơi chật một chút, mình mặc của nó thì hơi rộng. Mình mặc của nó nhiều hơn là nó mặc của mình.
Chị thấy chị với mẹ hợp nhau điểm gì? Em hợp với mẹ thì có đi siêu thị. Mẹ mới lần siêu thị thì mẹ khoái rủ. đi siêu thị. Nhưng mà vô chổng á thì em toàn là lựa sữa không à. Mua sữa, lựa đi. Còn lựa nhà mẹ, lựa đi. Còn lấy nhà mẹ, lấy. Xong ra, trời sao mua nhiều vô bình. Trời ơi, mẹ kêu con lựa, con mua sữa thôi à, con không mua gì đâu. Nó mỗi lần đi siêu thị là hàng xóm á. Rồi, bình vô me đó nha. Còn là mẹ chồng trả tiền không mà. Toàn là mẹ trả không. Sao nãy giờ thấy mẹ mua rồi mẹ trả không? Có giờ con mua trả tặng cho mẹ này kia không? Không, đi siêu thị là đặc biệt đi siêu thị là mẹ trả. À. Còn con chỉ mua đồ online, quần áo vậy thôi. Thì thường thường trong nhà thì chợ búa này nọ là mẹ lo hết. Trời, khỏe rồi ta. Rồi làm dâu lo gì? Thì chỉ cho giữ cho con. Hai đứa con. Chỉ là giữ con với là do cho hai đứa đi học thôi. À. Có bao giờ là con tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Tổ chức thì nhiều khi mẹ về Củ Chi á thì làm món này món kia thì anh em về dưới bài ra ăn để không. Cái mẹ tự tổ chức luôn hả? Rồi bây giờ mình ăn thôi hả? Không có, về phụ. Về phụ nấu. Phụ được mới ăn. Phụ ăn nữa, phụ nấu xong rồi phụ ăn. Nếu thôi hổ mà ăn hết là không được. Không, mình không tự tổ chức cho mẹ một lần nào. Thì có nhiều khi cũng muốn tổ chức nhưng mà cũng có mẹ thì ví dụ như là đến ngày đó là cái em thôi con mời mẹ ba mẹ đi luôn tới cái chỗ quán nướng hay quán lẩu gì đó. Dạ. Mời vô. Nó tặng quà sinh nhật không? Hai năm tặng được hai lần. Bỏ phong bì. Tặng được hai lần, 12 năm tặng được hai lần. Cái phong bì là thằng trai. À. Còn như dâu thì coi như làm dâu 12 năm tặng hai lần sinh nhật. Là một lần là được cái cây son bóng. À. Được chai dầu tâm nhỏ. Có người không? Dạ không biết là hai mẹ con mình có không hợp nhau điểm nào không chị? Không hợp thì cũng có. Thì nhiều lúc mà em đánh con hay em la thì như bà nội thì ưa binh cháo. Ảnh biết vậy mà ảnh mỗi lần mà chưa kịp đánh thì mới có la là ảnh hét lên. Ảnh hét lên để cho bà nội nghe để bà nội ra binh. Thì đó, nhiều khúc có nhiều lúc nó biết cái nó ưa cái nhũng nhẽo này. Dạ. Đó, xong rồi cái một bữa nói mẹ mẹ con đánh là mày đừng có nhào vô nha, mất công đó. Nó biết mẹ là cháu yêu đó. Ừ. Là bắt đầu nó nhảy dựng lên, nó la này nọ đó. Tại biết yêu là cục vàng của bà nội. Thành ra mỗi lần mẹ nó đánh là nó cái rồi bắt đầu nó dòm lên cái chỗ mà mình nằm á. Dạ. Đó, coi bà nội có xuống để binh hay không. Nhưng mà mình cũng biết. Dạ. Không, để cho nó dạy. Nhưng mà dạy theo cái cách của mình á thì mình nhỏ nhẹ. Dạ. Nhưng mà con dâu mình không có. Rồi nó quát lên, rồi nó lý rồi nó đánh xong rồi mình thấy mình xót từng tội nghiệp mấy đứa nhỏ vậy đó. Dạ. Trời ơi, nó cũng biết đau vậy con. Sao mà con đánh nó vậy? Thành ra cái không hợp là cái đó thôi. Dạ. Chứ chị còn cái tật xấu nào nữa không cô? Tật xấu hả? Bao la. Trời ơi. Cái chỗ ngủ là thôi nó khủng khiếp vô cùng. Không có gọn gàng. Yeah. Lo cho con mà. Chắc có hai có đứa nhỏ. Đâu. Yeah. Không có gọn gàng. Xếp xong thật đàng hoàng, hai nó về là bắt đầu giống như cũ. Xếp xong hai về là xong như cũ, hai thằng trai mà nó leo lên là nó đá này đá kia. Nhưng mà giờ mẹ không, nhiều lúc mình vậy nó trời ơi sao có giường mới xếp xong mẹ. Thì mẹ nói bề bộn quá, bề bối quá. Rồi con gái nữa ăn cơm xong không bao giờ rửa chén thì quăng một đống ở trong cái bồn rửa chén. Ta đợi khi nào nhiều ta rửa luôn lần. Không á, ngủ đêm tới sáng mới rửa. Hỏi sao vậy? Tại sáng không có việc làm. Để sáng thì sáng thì thường sáng là đứa hai nhỏ đi học xong. Yeah. Rồi về mới đầu rửa chén. Yeah. Rửa chén xong bắt đầu nấu nước hay là bắt đầu hôm nay đi chợ ăn món gì, mới đợi mẹ xuống. Mẹ hôm nay mình ăn món gì? Mẹ nói vậy hả, để suy nghĩ coi ăn món gì. Bắt đầu hai mẹ con mới đi chợ. Thì đó vậy đó, chợ cũng mẹ trả tiền không. Nhiều khi hả ở nhà mình mua đầy đủ hết cho đến lúc mà nó xài hết, giống như đường thôi. Trời ơi, đường hết mà cũng không chịu đi mua nữa. Mẹ ơi, hết đường rồi mẹ ơi. Thì mua mẹ mua quen rồi, mua chi cho nó tốt. Tốt. Sống ở gần như mình ở trong xóm. Dạ. Nhưng ai cũng nói trời ơi, Bình có phước quá. Nó ở với bà Ngàn sướng thiệt, không thấy lo cái gì hết. Nhưng mà tôi cũng phải thông cảm với con dâu, bởi con dâu không có làm gì có tiền hết trơn á. Nhà cứ lo cho hai đứa cháu cho bà nội không à. Trời ơi, nó cũng có vậy. Có luôn mà hả? Có xỉn à, có xỉn buôn bán. Nó cũng đi buôn bán. Rồi người này cho, người kia cho, trời ơi. Nghĩa là nó tận dụng thời cơ ghê lắm. Tóm lại là bây giờ mẹ phải tìm việc gì nhiều hơn nữa.
giao cho con dâu làm, chứ không dâu nó không có việc làm, nó phải rửa chén phải để tới sáng mai đó, nó chuyện gì làm đó, đúng không? Đâu có, thì mình cũng gọi là công tác xã hội ở ngoài phường đó. Yeah. Mình làm bên hội phụ nữ, mình đi về Củ Chi, tại có một cái thửa vườn ở trên Củ Chi đó, cho là nó ở nhà ở ngoài phường mà đưa vô giấy tờ hay là thư mời gì đó là nó thay thế mẹ đi phát á. Hay quá. Có trợ lý được rồi. Có trợ lý đó, đó. Không, làm cũng mau mắt, dâu cũng hiền, cũng chịu nghe lời ha. Ở nhà mình hay xài cái, mình mua cái đũa đó. Dạ. Cái đũa mà nó dài dài để dạ, mình chiên xào gì nó khỏi văng tới đó. Dạ. Mua đôi nào là mất đôi đó, đôi nào mất đôi đó. Lý do nó lấy con, nó đánh con đó, đánh xong nó quăng ở đâu hoặc là gãy. Dạ. Đến hồi giờ mà trời, sao cái đôi nào nó cũng nhiều khi mất hết 2 chiếc rồi, khi còn có 1 chiếc. Mạnh vậy. Không phải là đũa nó ấy, nó mỏng quá, nó yếu xìu quá. Con cái nó gãy mất tiêu rồi. Thôi, đi kiếm ông ra đôi đũa đó. Trời ơi, sao đũa mẹ mua hoài mà sao mất hoài vậy? Mới biết ra là nó lấy nó đánh con. Rồi nó nghe mình nói thì nó sợ. Rồi mới là mua cho 5-6 đôi đó để dành cho mẹ. Quýnh cho đã. Ủa đau lắm. Mình lớn đánh còn đau nữa. Dạ. À, thôi bớt đánh con đi, đừng mua đũa cho nó nữa. Nhưng mà nào giờ chị dâu có làm cô buồn không? Buồn nhiều cái, ví dụ như nó đánh con nó, mình nói hay là mình binh cái gì đó, cái nói thằng nhỏ thì nó cứ dòm bà nội không, thì cái câu nói của con dâu, bà nội hả, dẹp bà nội con bên. Trời đất ơi, mình nghe nó trời ơi sốc thiệt á, không có bà nội gì hết á đó. Cái câu đó là mình thấy mình buồn nhất á. Nói lúc đó rồi có nhìn qua bà nội cái không? Có nhìn nhưng mà nhìn qua liền cũng dám. Còn bà nội nói gì? Bà quá phi nhầm với cái khác không dám. Bà nội. Vậy bà nội qua bên này. Bà nội mày cũng phải sợ tao. Không dám nói câu đó đâu. Nghe ngày hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi gì? Chỉ mong là nó thay đổi lại cái cách mà dạy con. Đừng đánh mấy đứa nhỏ nữa. Bớt cái xài đũa đi thôi. Được không? Dạ. Hả? Rồi, còn em? Mẹ thì quá ok rồi. Mẹ hiền, mẹ cũng thương. Cũng chỉ là... cầu mong cho mẹ mạnh khỏe với vợ chồng. Tại vì mẹ ăn bệnh cũng như là bị cao huyết áp, cái tim nó hơi yếu. Thằng dâu rất là xúc động khi nói đến sức khỏe của mẹ. Ha. Và hai mẹ con hãy ôm nhau nào. Hãy chăm sóc nhau, yêu thương lẫn nhau. Và ngày hôm nay những giọt nước mắt con dâu đông đầy đôi mắt ấy chứng tỏ được rằng là con dâu rất là yêu thương mẹ. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng cho gia đình. Nhớ mình có tham gia chương trình nha. Chế nước mắm bỏ cá. Rất sợ. Vì nhiều khi mình nói để cho mình đỡ sợ thôi. Mình càng sợ thì mình sẽ càng phải nói nhiều. Càng mắng nói nhiều mình hay là to nữa. Nói xong rồi thôi thì mình nhận thấy là hơi khỏi chiều một tí. Vậy yeah, rồi cũng qua thôi. Chào cô. Dạ, chào chị. Xin mời mẹ chồng giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Thị Hà, 58 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào chú Hiền Linh. Chào con. Dạ, con là Vũ Thị Huyền Trang, năm nay 29 tuổi, hiện đang là kinh doanh. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Chị làm dâu của mẹ được 8 năm. Ồ. Oh. Wow. 2 ngày nữa là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của chị. Ồ, oh, wow, chúc mừng chị. Dạ. Có mấy cháu? Dạ, 2 bé. Một bé 6 tuổi, một bé 3 tuổi ạ. Quá trời giỏi luôn rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận về cô gái này như thế nào? Ngày đầu tiên mà gặp đó là thấy nó nhỏ lắm. Nhỏ mà nhí nhặn mà nói nhiều. Cho nên là cũng chưa có nghĩ là dâu đâu. Dạ. Nghĩ là chỉ có mấy là bạn thôi. Dạ. Nhưng biết là nói nhiều đúng không? Nói nhiều lắm. Nhiều nhức đầu luôn. Chị có thể cho em biết một chút xíu là cái ngày đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm giác như thế nào và chị có ấn tượng điều gì không? Chắc là khác với mọi người á. Tại vì lần đầu tiên mà chị gặp mẹ thì chị lại không biết mẹ là mẹ ruột của ông xã chị. Tại vì đợt ngày xưa thì chị và ông xã chị là tình đầu. Mình còn nhỏ mà mới lớp 8, lớp 9 mà mình chưa có biết yêu.
hay là mình vô tình mình qua nhà bạn học chơi thôi thì mẹ tới, mình không biết là có phải mẹ hay không thì mình bảo mẹ chào trước đã. Dạ con chào cô. Mình chỉ nghĩ là chắc là cô là hàng xóm thôi, tại vì không có thấy mẹ bước vào nhà. Về sau này thì mình bất ngờ, tại sao mà mẹ mà anh lại không nói, về sau này mình mới biết là mẹ. Anh chỉ cười thôi, anh kêu ừ anh nghĩ là em biết. Nhưng mà mình không biết gì hết, nên là mình không thể nào nghĩ là từ cô mà trở thành mẹ chồng. Dạ. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Lành vậy về làm dâu tốt không cô? Lành lắm, tốt thì nói chung là nó lành thì nó điều khiển trong gia đình nó được tốt hơn. Dạ. Nhanh nấu nhẹn. Cơm, nấu nước, giặt giũ quần áo, dọn nhà này chỉ có không? Không. Nấu cơm thì không nấu, tại vì Trang là con gái ở trong nhà là con gái một. Dạ. Của mình đó, cho nên là bên mẹ nhà, bên mẹ nó cứng lắm. Dạ. Cho nên là cơm được không phải nấu. Dạ. Về về không có nấu luôn. Không, về bên nhà chồng thì cũng mẹ chồng nấu luôn. Ừ, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa này nó có làm được cái gì không? Nó cũng làm. Nhưng làm được không? Làm cũng tạm tạm thôi, còn chồng nó làm nhiều. Nhưng mà cái ngày đầu tiên khi mà về nhà chồng, có cảm giác mình như thế nào? Sợ. Rất sợ. Lành quá mà vẫn sợ hả? Không, tại vì nhiều khi mình nói để cho mình đỡ sợ thôi. mình càng sợ thì mình sẽ càng phải nói nhiều. Dạ con chào bác. Dạ con chào bác. Chào rất là lớn tiếng nhưng mà tay chân run. Tay rất là lạnh, rất là sợ luôn. Mình sợ thì đó là điều của mình sợ thôi. Nhưng mà thật ra là ba mẹ rất dễ. Rồi cô thấy cô hợp với cô dâu này điều gì hả con? Thì con dâu nó cũng hay nói chuyện với mẹ. Như nó như nói nhiều hơn mẹ nói luôn. Nói nhiều hơn, nhưng mà lại nó còn hay tâm sự rồi này kia, mà thấy nó nói nhiều thì cũng vui. Trong nhà nó hồi đầu á không quen, nhưng sau này từ từ mà nó không nói nhiều mình cũng buồn nữa. Có hợp gì với con dâu nè? Hợp về đi du lịch rồi này kia. Du lịch ha. Rồi đi xem các chương trình trên TV rồi tham gia các cái cuộc mà đi xem chồng nó biểu diễn lên này nọ đó. Anh nhà mình làm gì chị? Chồng của chị là biên đạo Lê Hữu Phước. Được rồi, anh có đi thi SEA Games. Cái thể loại của anh là lần đầu tiên được đưa vào SEA Games luôn. Đó là thể loại wrestling, thì anh được huy chương bạc. Nên là tất cả những cái mà cuộc thi của anh á thì đa phần là có mẹ đi cùng luôn. Mẹ đi cùng, vợ đi cùng. Con nghĩ chắc là đó là điểm chung mẹ con mình. Mình yêu cùng một người, mình ủng hộ cùng một người thì đó cũng là điểm chung mà. Đúng rồi. Nhưng mà với mẹ chồng thì hơi ít nói, với chị thì hơi nói nhiều xíu, thì hai cái tính cách này có hợp với nhau không? Thật ra lúc đầu chị hơi sợ là chị thấy mẹ kiệm lời. Nhiều khi mình tâm sự mình nói với mẹ chị mẹ không biết là mà con kể cái câu chuyện đó mẹ có vui không, hay là mẹ có đồng tình cùng với mình hay là không. Hay là mẹ không thích thì mình không có hiểu được. Nên mình cứ nói thôi, mình cứ nói từ sáng tới chiều. Tại vì bình thường là chị không có được ở gần mẹ đâu, mà công việc của chị thì chị không có nhiều thời gian, nên là mỗi lần mà chị tới chơi, chị sẽ tới chơi từ sáng tới tối, là mẹ chị không cần phải mở tivi. Nếu như mà cái ngày bình thường á thì mẹ chị sẽ ngồi xem tivi từ sáng tới chiều, nhưng mà chị gần có con tới một cái là tắt hẳn tivi, không tốn tiền điện nữa, là chị để một mình con nói thôi. Chương trình nằm ở con hết luôn. Dạ, đúng rồi. Vậy thôi, ngày nào cũng tới đợi coi tivi. Nhưng mà lại bận không có bận được nhiều. Có điểm nào mà mình với mẹ chưa hợp với nhau không? Không, thật ra thì mẹ rất là thương. Những cái điều mà chị làm mà nhiều khi mẹ không thích á, thì chị nghĩ là mẹ cũng không nỡ nói đâu. Giống như là cái việc mà đơn giản nhất đó là nhiều khi thì em biết nếu mà mình nói nhiều là mình không có kiểm soát được. Đâm ra tới cái lúc mà mình giận chồng mình thì mình cũng nói quá vậy nói luôn. Đương nhiên chị nghĩ là khi mà chị giận quá chị nói lớn tiếng thì chắc là mẹ không buồn, mà mẹ giấu. Chị nghĩ là mẹ giấu, mẹ cũng nghĩ là Trang nha, bữa nay Trang hư nè, lớn tiếng chồng nè. Trước mặt mẹ luôn không? Có trước mặt mẹ không? Cũng có lúc đó. Nhiều khi chị nói nhiều quá chị nhưng mà những lúc đó thì sao cô? Trang nó nói nhiều mình hay nói to nữa. Khi nói xong rồi thôi thì mình cũng thấy là hơi khỏi chiều một tí vậy. Rồi cũng qua thôi. Có bao giờ là con đưa mẹ đi mua sắm hay là tặng quà tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Không có, là 8 năm nó không nhớ gì luôn. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là tháng nào con cũng chuyển khoản.
Tại vì con không có thời gian. Như vừa nãy mẹ có nói là bình thường là tụi con đi làm nhiều lắm. Con mở một cái trung tâm dạy về tài năng, về năng khiếu, về nhảy. Đó thì con mở rất là nhiều lớp dạy nên là con mất rất là nhiều thời gian, không có thời gian cho bản thân mình luôn. Đôi khi là con không có thời gian về thăm ba mẹ, thì thay vì là con tặng quà, con gọi quà thì con dạ đúng. Nhưng rồi. Mà nhiều khi mới mất cái số tiền chuyển khoản nó cũng về anh chị. Nhưng mà cái ba mẹ anh chị cần lại là sự thăm hỏi, đúng không cô? Đúng rồi. Vậy thì bao lâu chị cho cháu về thăm bà một lần? Nói tới thì chị hơi buồn chút là tại vì những cái mùa mà mình ít show á, mình không có đi show nhiều thì mẹ ơi mẹ con cho Phước An qua, con cho Tiếp Chi qua thăm ông bà. Nhưng mà những cái mùa mà có như đợt bận dịch quá. Vừa rồi em biết dịch là mình nghỉ thì ông bà nói là thôi con ơi dịch không có ra đường, nhưng mà hết dịch rồi ba mẹ ơi hết dịch con cho cháu qua. Thì công việc rất là nhiều luôn, từ bữa tới giờ là thật ra thì bữa giờ con chỉ có nhắn tin cho mẹ không luôn. Từ dịch vào á là chị không có được gặp mẹ chị luôn á. Thôi nói chưa đây á, thực sự á chuyển khoản nhiều cũng tốt nhưng mà chưa chắc là tốt lắm. Đôi khi ông bà muốn không phải muốn cái chuyển khoản đâu, mà ông bà muốn là con cháu về chơi với ông bà càng nhiều càng tốt. Nếu như hai mẹ con mình chưa có nhiều kỷ niệm với nhau thì kỷ niệm nhiều nhất là vào lúc chị có bầu và sinh đẻ, có đúng không? Chị thì chị ốm nghén rất là nặng, dễ xỉu lắm. Chị bị thiếu máu bẩm sinh, thế là đứng là chị sẽ xỉu. Là lúc mang bầu á hả? Đúng rồi. Khi mà chị sinh em bé xong á thì cái người mà chị cảm thấy an tâm nhất á thì đó là mẹ Hà, mẹ chị. Thì thay vì mẹ ruột của chị nói là mẹ sẽ ở lại chăm con ở bệnh viện, thì chị nói là thôi mẹ đừng buồn, để mẹ Hà chăm con. Mẹ sẽ ân cần, sẽ nhẹ nhàng hơn, tại mẹ Hà có kinh nghiệm nhiều hơn. Thật ra thì tại vì chị muốn là có thời gian nhiều ở bên mẹ thôi. Thì lúc mà mẹ Hà chăm mình đó, mình nhiều khi mình buồn lắm luôn á em. Giống như là nếu như mà chị còn trẻ, chị còn khỏe, chị phải chăm mẹ chị. Thì ngược lại khi mà chị thấy là mẹ chị lấy cơm cho chị, làm mọi thứ cho chị. Đêm chị ngủ á, chị xin mổ, chị tự cho con dùng sữa mẹ, chứ chị không có cho sữa ngoài. Thì mẹ chị nói là thôi con đau quá, nằm đi mẹ pha sữa bột cho. Trời, chị muốn khóc luôn á. Vậy là mẹ chồng thương con quá rồi. Dạ rất là thương, mẹ chồng thương con lắm. Vậy thì mình thương con dâu, mình chăm cháu, mình thương nó, chăm sóc cháu nhiều. Rồi có khi nào trật lòng với con dâu không? Không. Lúc mà Trang sanh xong á thì mẹ chồng là chăm cho nó kỹ lắm. Chăm nó thì nó chịu rồi đó. Rồi. Nhưng mà chăm con nó chưa chắc nó chịu. Đúng rồi, chăm con thì như lúc cọ cọ hôn tậm cho chậu mà Trang nó thấy mình không có được không phải đụng cách, vậy là mình luộn cuộn hay lâu rồi đó. Thì Trang nó sợ, chắc là sợ đụng em bé hay tệ hay nọ. Thôi để cho con tậm cho mẹ ơi. Mình thấy cũng hơi buồn là ở chỗ là nó không tin mình, nhưng mà thực tế là tụi nó trẻ thì chắc nó làm những con chuyện đó nó sẽ dẻo dai hơn mình á, mình được cứng cáp hơn. Cái nỗi buồn của những bà mẹ chồng như thế, đôi khi chăm sóc nàng dâu rất là vừa lòng, nhưng mà chăm sóc con nó thôi không vừa lòng. Cái đó là cái mà rất nhiều mẹ chồng vướng phải. Thật ra con thì mẹ chăm thì con rất là tin tưởng luôn á. Nhưng mà con thấy tay mẹ run. Thấy chưa? Con thấy tay mẹ run như vậy nè. Đúng không? Mẹ run vậy nè. Nên là con cảm thấy thôi hết rồi. Không được, run. Run quá. Chị thì không nghĩ là mẹ sẽ làm rớt Phước An đâu. Mẹ run mà mình nhìn thấy rõ, mình đứng ngay bên cạnh mà chị thấy rùng mình. Chị nói thôi mẹ ơi, chị biết là chắc chị nói chắc mẹ chị buồn lắm. Nhưng mà bây giờ như em biết đó, bây giờ mình nói quá nhiều mình không thể nào mà mình khóa lại được. Mình không khóa lại được thì bây giờ mình phải tuôn ra thôi. Yeah. Mình mẹ ơi con thấm cho. Chị nói rất nhỏ nha. Nhưng mà chắc mẹ chị buồn nên là mẹ chị nhớ tới giờ. Có nào nó la cháu trước mặt mình, nó đánh cháu trước mặt mình không? Cũng có lúc nó la, nhưng mà nó la đúng thôi thì mình cũng để cho con nó dạy nó. Dạy cháu chứ mình cũng không có cản nó. Chị canh ví dụ mẹ chị đi ra chỗ khác không? Đang đầu nhà đi, vừa đi xuống dưới một cái vàng. Chị phải đổi giọng này game. Xong rồi mẹ chị đi lên là chị biết là nó là cục vàng rồi. Mẹ chị vừa đi lên một cái, ăn đi con. Chị phải đổi liền. Bây giờ chị không đổi là không được. Nên là nếu như mà vô tình mà mẹ chị nghe thấy là đôi khi chị lớn tiếng quá. Ở dưới nhà mẹ chị mới vô tình nghe thấy thôi. Chứ chị không bao giờ mà giống như là mẹ ngồi ngay đây đúng không, mà ví dụ Phước An đi ngang qua mẹ vàng là không có luôn. Đúng không? Không có luôn. Dằn dữ lắm. Không, dằn lắm. Trang ơi từ từ Trang. Chứ bây giờ nếu mà ví dụ như mà con mà la đúng không? Là con biết chắc luôn mẹ sẽ không la con đâu. Nhưng mà mẹ xót, lát sau mẹ sẽ ấm. Ôi Phước An hồi nãy mẹ la phải không? Đó là chắc. Nhưng mà nếu như mà bà nội nói vậy thì Phước An nó sẽ hư.
nó sẽ ỉ lại, nó sẽ không ăn nữa. Chú thấy là mẹ con chăm sóc con mà, có giờ con tự nấu ăn chăm sóc mẹ này kia, lo cho mẹ miếng ăn giấc ngủ này kia chưa? Mẹ con á thì nấu ăn rất là ngon, nên là con biết nấu ăn. Con biết nấu ăn nhưng mà con không bao giờ dám múa rượu qua mắt họ. Nấu ăn là 8 năm mà mẹ, 8 năm nhưng mà chị yêu tới 15 năm lận nha. Là chưa nấu, chưa bao giờ nấu không mẹ? Chết rồi, chắc lần này về phải nấu thôi. Cái này không ổn á. Không ổn rồi. Quá không ổn luôn chứ. Dạ. Kệ nó. Đúng rồi, con thì dở gì không quan trọng. Không, con tự ti. Con có nấu thôi. Nhưng mà cô có bao giờ mong mình nghĩ rằng con dâu mình sẽ tự tay nó nấu cho mình ăn một bữa ngồi mình thưởng thức không? Không có chứ. Có đúng không? Có thấy chưa. Hôm nay chồng con có gửi thư. Chồng con là bình thường ít nói lắm luôn á. Con dạ. Nói hết phần luôn á. Mà bữa nay là thì giờ chồng con viết thư, là thư thôi. Dạ. Gửi mẹ yêu, con cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương, che chở và hy sinh cho vợ chồng con. Con xin lỗi mẹ vì tính chất công việc nên vợ chồng con không thể thường xuyên qua thăm ba mẹ được. Những chuyện buồn của gia đình con không thể chia sẻ vì sợ ba mẹ buồn, Phước An và Chiết Chiêu rất nhớ ông bà nội. Con biết mẹ buồn những cái lúc vợ con dạy cháu hơi nghiêm khắc, nhưng mẹ cũng không nói ra. Mong mẹ hiểu và thông cảm cho vợ chồng con. Con kính chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Vợ chồng con hứa sẽ sắp xếp công việc thường xuyên về thăm ba mẹ nhiều hơn. Vợ ơi, em là người phụ nữ tuyệt vời, chăm sóc tốt cho gia đình. Anh mong mẹ và em sẽ xem nhau như mẹ con ruột. Có chuyện gì cứ chia sẻ thẳng thắn với nhau, không cần thông qua anh nữa. Nhiều lúc anh bận, anh lại không có thời gian làm cầu nối gắn kết giữa mẹ với là em. Mong em và mẹ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, yêu vợ. Những lời rất là ngọt ngào. Cô cảm giác thế nào? Đều uống không? Hôm nay nghe những lời con trai nói như thế, cô rơi nước mắt luôn. Mặc dù cô là người kiệm lời lắm, con nghĩ thế nào về những giọt nước mắt của mẹ chồng con rơi? Dạ thật ra thì đây là lần thứ hai con thấy mẹ khóc. Con cảm thấy rất là có lỗi. Có lỗi đấy. Ngày hôm nay thì em không biết là chị có rất nhiều điều muốn nói với mẹ đúng không? Chị mong muốn ở mẹ điều gì, chị có thể chia sẻ không? Đứng lên nói đi cho nó tình cảm nào. Mẹ tình cảm lắm á, chú thấy những giọt nước mắt đó là những mắt tình cảm lắm. Ôi mẹ đừng khóc đi. Nói chung là cũng vì rất là thương cả con cho nên là xúc động về những cái gì của con trai mình nói. Tại vì Phước là nó bận công chuyện rất là nhiều, cho nên là mình trách cũng không được, mà mình buồn cũng không được. Cho nên là mình thấy con nội thì mình cũng cảm động lắm. Thì nó cũng việc nghĩ về mình như vậy. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Đáng nghĩ ra khi mà con là vợ, con là con gái mẹ thì nên dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con. Rồi, chú hy vọng rằng con sẽ là người chủ động trong công việc này. Bởi vì mẹ con ít nói, chúc cho gia đình ta hạnh phúc, hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn nhé. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ gối nệm của thương hiệu Alina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình.